Gấu lên là bao nhiêu phần trăm tỷ lệ thắng rồi anh? Anh mới đang chín mấy, 91. Chơi game cày vãi, mẹ đang 96, đang 97% dễ thắng ấy chứ. Xuống 91 luôn. Cảm ơn bạn Thuận nhá. Rồi anh em chơi game cứ không chết, bây giờ lại không chết kiểu vớ va vớ vẩn là gấu lo được hết. Ok anh gấu luôn. Chuyện này em lên sân gấu. Nó đâm mình rồi mình đánh nó bị xịt luôn kìa mọi người. Trời ơi. Thằng này lại chuẩn bị được chết đấy, lại chuẩn bị được chết rồi đấy. Chuẩn bị được chết rồi đấy. Nha. À. Ôi rồi ôi. Anh em chỉ cần không chết thôi. À, nếu đánh vào chơi game gặp mấy cái thằng nó bật mic lên này. Chơi game nó còn dễ. Mẹ, vừa lấy anh kết trận đầu tiên buổi livestream của anh gặp mấy cái thằng mẹ nó đéo thằng bật mic luôn ạ. À. Không chơi game cày. Thử nghĩ lại mất tức cái trận đấy thì thua thì phải chúng nó fit mẹ. Cáu đéo chịu được. Trời ơi. Gì đấy? Ulti luôn ạ. À. Đấy cả đài. Nắc lên được cây nhá, được cây nhá. Dạ ok. Đánh anh em, sợ mẹ bọn này láo. Ơ. Băm vào mồm nó luôn chứ. Trời ơi, mẹ nửa cây máu rồi mà dám ra trên hiệp tươi là thằng này chết xin chết rồi. Cho anh nhờ, để anh đi chuyển. Ok, thank you. Mày làm sao? Hay. Rồi anh gấu làm hết, anh gấu làm hết. Anh em cứ phải lo, anh em cứ phải lo. À, thằng nắc cụt, nó chưa ăn bùa xoay anh em ơi. Nắc crack đang ơi, sao đây em ơi. Thấy anh rồi. Rồi, xanh gai anh, rồi sao? Kì bòi, bỏ đi. Ok nha. Giết là rát em ơi, giết rát vào bụi, tưởng vào bụi vào đấy mẹ, dính giết nó. Mày check cho anh cái sai đi, thằng này nó dám xuống ganh anh, thằng này chết rồi đấy. Đi qua cái đường này là chết. Mày lá với anh. Giết thằng này luôn. Mẹ dám xuống canh mình anh em ạ. Phải xịt chết rồi. Đi vào đường chết rồi. Ông AD đang bắn cối, tự dưng ông AD lại chuyển sang bắn thường. Bắn thêm một phát nữa là thằng dừng chết rồi. À trận đấy lại còn một cái lý do trận 1 lúc mình thua ấy anh em, còn có cái lý do này nữa cơ. Là mình pick Zuka xong nó bắt mình đi support, xong rồi tôi ra tôi farm chung với thằng Beat, xong rồi anh em biết nó bảo cái gì không? Con chó này dám hit mẹ kinh nghiệm của tao. Thì được cày đéo chịu được trong khi mình lên đầu support chứ thì mẹ cáu thật đấy. Dình anh nãy giờ đấy, thằng Đắc này. Từ đầu game giờ. Chơi không anh? Chơi luôn. Chơi ông ba đứa này. Này nó trong bụi này, Úi xồi. Cũng vô thế này, chịu chết. Như ở đây có bao nhiêu anh em xem vừa xem trận 1 mình đánh.
Mọi người mà xem thì mọi người bấm số 1 vẫn cho mình xem, mình kể lại cho cái đoạn đấy nó buồn cười. Kể tường thuật lại ngay thì lúc đầu tiên lý do tại vì sao nó nói như thế luôn. Ra mấy bạn ơi, có bạn nào xem không? Xem lại, các bạn phải xem rồi cơ thì mình kể các bạn mới biết, mới tưởng tượng ra được mà buồn cười. Ôi mình phải xin lỗi nó. Ok ok, để xong xong phát này nhá. Ây da. Ôi nó ăn kìa, nó ăn kìa. Ôi nó cái láo nhờ. Không ổn. Chọc mượt đấy. Gì vậy? Ôi giỏi ôi, ôi giỏi ôi, bay vào cứu đồng đội ạ. À. Trời ơi, chơi game kìa, chơi game kìa. Mẹ ông nắc của đốt ông bay vào kìa. Chơi game mà nó cay em cả thôi. Đấy nhá, thằng Giáp lúc đầu tiên nó vào đúng không mọi người? Thì nó AFK. Đến lúc con lính đàn ba con lính nó ra rồi ấy thì nó mới bắt đầu nó chạy từ nhà đi. Đấy, bắt đầu nó mới chạy từ nhà đi thì bắt đầu thằng team thằng mid bên kia đẩy xong ba con lính rồi. Thì mình đi support mà mình phải giữ lại ba con lính cho nó. Xong đến lúc nó đến thì bắt đầu tôi dồn đam, tôi đang ăn ba con lính đấy. Nhưng mà cái bây giờ phiên bản này ấy, khi mà bạn mua đồ support mà bạn có ăn lính ấy thì hai thằng mid vẫn được nhận từng ấy tiền và từng đấy kinh nghiệm. Không bị mất đi tí nào cả. Nhưng mà nó quay sang nó chửi mình là mẹ tại sao mày hít kinh nghiệm mày hít vàng của tao. Vậy anh em nói xem anh em cái câu đấy anh em kiểu anh em có buồn cười không? Tôi buồn cười, tôi bảo là tao support mà. Ông xin kiểu xin nó thôi mà mẹ nó lại chôn mẹ mất. Nhưng mà còn trận đấy vẫn thua. Trận đấy vẫn thua mọi người ạ. Vào đây, thằng đắp cụt ra đây. Ui, anh đắp cụt anh ấy chém kìa gì. Xong rồi đấy. Đợi lắm rồi đấy. Anh đã cụt cay nên là không còn biết chạy đường nào cho thoát. Đấy, không có đường nào để có thể sống nổi qua cái mùa thu rồi. Sơn tay cơ à? Chơi luôn sơn tay cơ. Đấy anh đây đây. Sơn Tiger à? Láo nhờ. Sơn Tiger à? Cái anh gấu đứng ở đây mà nó dám cứu nhờ. Bạn được lắm. Yeah boy. Em ơi anh ơi ra đây. Thằng chết anh ơi. Hay. Thôi bắn anh tì ăn nghe anh. Đơn giản việc nhẹ lương cao. Đi cò đi gấu, nhậu xong rồi game sau anh vào tạo độ khó cho mùa. Ôi anh Nguyên mà nhậu uống rượu rồi mà vào chơi game với thằng em thì giết em. Đại ca Nguyên uống rượu đi. Đấy em vào đi cò nhưng mà đại ca Nguyên uống rượu đi. Đại ca Nguyên đừng có vào chơi game với thằng em mà đại ca Nguyên giết em đấy. Nhậu rồi mà còn rồi gạ chơi game chung là thôi rồi đấy. Em chơi game bình tĩnh nha anh em. Lấy được trụ mít thì lấy, không lấy được thì thôi nhá. Em chỉ ép nó thôi. Giữ lòng cho nó nhổ mít thôi. Không muốn đâu. Thôi không? Chết. Trời ơi. Trụ mít anh em. Lag kìa. Làm gì vậy? Bạn này nó chán đấy nhở. Lát quá hả?
game mạng chán thế. Mô quá. Nè mạng. Trời ơi, chưa game hết mẹ. Gặp mấy đồng đội chán đời rồi, giờ để đến gặp mạng nữa. Kỳ vậy. Hay là hôm nay là ngày hôm nay là vận xui, vận xui đến nhờ anh em nhờ, nghi lắm. Nghi em giấu thì cứ giật 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 chơi game. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Xong chưa? Hết game chưa? Xong rồi anh ơi. Rồi Vinh ơi, Vinh nhậu rồi Vinh ơi, Vinh nhậu đi.